ca sĩ Phi Nhung qua đời để lại mất mát to lớn với con gái ruột và 23 người con nuôi của cô tại Việt Nam. Sáng nay 30 tháng 9, trên trang cá nhân, quản lý cô nghệ sĩ đã đăng clip lễ cầu siêu cho Phi Nhung tại nhà. Trước bàn thờ Phi Nhung, các con nuôi đeo khăn tang và cúi đầu khấn mẹ. Đáng chú ý, trong khung hình, Hồ Văn Cường lần đầu tiên lộ diện sau thời gian ở ẩn. Nam ca sĩ đeo khăn tang, nét mặt buồn rõ khi phải tiễn biệt người mẹ nuôi đã dìu dắt và chăm sóc suốt những năm qua. Hình ảnh này khiến nhiều người không kìm được lòng, rơi nước mắt vì xót xa. Mẹ ruột Hồ Văn Cường cũng có mặt, đeo khăn tang buồn bã khấn nguyện cho cô Phi Nhung. Hồ Văn Cường và các con nuôi của ca sĩ Phi Nhung chắp tay cầu nguyện và hướng mắt về di ảnh người mẹ quá cố. Giọng ca nỗi buồn chim sáo đã sang song, 23 người con của nữ ca sĩ lần nữa bơ vơ. Phi Nhung từng tâm sự trong số các bé, có 5 bé độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi. Thậm chí, có bé 1 tuổi sống với Phi Nhung từ nhỏ và xem như mẹ ruột. Thuở sinh thời, nữ ca sĩ từng trăn trở sau này không muốn gọi các con là con nuôi nữa, vì sợ lớn lên các bé tuổi thân. Hôm qua tại Mỹ, Wendy Phạm, con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung cũng tổ chức buổi lễ cầu siêu cho mẹ. Ca sĩ Phi Nhung sinh năm 1970 tại Gia Lai. Những ngày đầu chập chững bước vào nghề, giọng ca 57 tuổi hoàn toàn hát theo năng khiếu do chưa được đào tạo qua trường lớp. Có thể kể đến những ca khúc gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ như Bông Điển Điển, Nỗi Buồn Chim Sáo, Vọng Kim Lan, Phải Lòng Con Gái Bến Tre, Áo Mới Cà Mau.